xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là loa PS 10 đến từ thương hiệu là Hatoctic. Hôm trước em có review test thử ở đây rồi. Test xong cái các bác gọi điện như ăn cướp ấy. Có sẵn mấy cặp các bác mua bằng hết thì bây giờ em phải làm gấp giả cho các bác là mấy cặp nữa đây. Thì tổng cộng hôm nay nha, tổng cộng đến thời điểm hiện tại trong ngày hôm nay là về được 6 cặp đây, 6 cặp. Có 2 cặp Morgan Show và 4 cặp Hatoctic. Được chưa? Morgan Show thì nó là ở đây. Thùng đây. Gần như như nhau hết. Morgan Show. Được chưa? Còn lại là nó Hatoctic. Trung Quốc nó dí quả này hơi thâm. Đây, Morgan thì bên trong nó sử dụng cái bông này. Đấy, phần tần thì cũng gần như như nhau, nó ít hơn đúng một cái điện trở. Con này thì không có điện trở, còn Hatoctic loa đang kêu đây thì có điện trở, được chưa? Có điện trở bên trong. Và như cái Hatoctic thì nó lại sử dụng cái bông này. Đây nha, con này là 4 chấu này. Thì là của Hatoctic và 6 chấu. Không phải 6 là 2 này, 4 này, 7 chấu. 7 chấu thì là của Morgan Show. Của bát, của tép thì gần như là như nhau. Gần như là như nhau. Đấy. Thì nếu mà các bác nào mà thích cái dòng loa siêu cao cấp này thì hãy trực tiếp em. Con này em nói thật không phải nói đùa nha, cái loại loa 30 mà các bác mua thị trường không ăn được. Đây, có mấy con TB này còn không đua được. Một đôi TB không ăn lại được một con này. Một chiếc này. Đấy, một đôi TB còn không ăn được một chiếc Morgan thôi chứ đừng nói là chiếc Hatoctic nhá. Đấy, em nói luôn. Và giá thì em xin trân trọng thông báo như sau, 7,2 triệu một cặp Hatoctic và Morgan thì nó sẽ rẻ hơn là 100.000. Đấy, nếu như là các bác nào mà thích cái năn nào thì báo em. Đây nhiều con về nè, nó như này này, trông chán rồi không? Này, vách thoát hơi này, tung cả ra. Đấy, nhiều con về nó bị móp méo rồi, sứt mẻ nhiều con đây. Tuyệt này. Thế này gần như là bù nỗ thôi chứ. Nhiều con thì còn tương đối đẹp. Nhiều con thì nó tuyệt này. Đấy, cứ bảo các bác là loa zin thì là 7,1 triệu hoặc 7,2 triệu tùy từng hãng. Còn nếu như con nào mà xấu quá hay là ví dụ con rốn như kia hay là bị như nào đấy là em sẽ bán giá gọi là hòa vốn thôi. Lúc đó thì giá nó sẽ tốt hơn rất nhiều, nhưng sẽ đến những cái hàng xịn, hàng zin bán gần hết rồi thì em sẽ còn mấy cái cặp như thế thì em sẽ để riêng và thanh lý cho các bác với mức giá rất là tốt. Coi như là mấy cặp ấy không có lãi, còn lấy lãi cái cặp này bù vào những cặp ấy, được chưa? Đấy, tưởng ngon hóa ra là cũng ngon một nửa rồi. Cơm hôm nay không ngon như mọi hôm. Đấy, kiểu ấy. Đây, về thì lô này thì em báo luôn này. Lưới nha, lưới là theo lưới của Nexo. Đấy, tất cả phong thùng lưới nước là theo kiểu của Nexo. Đây, như cái này là nó có mỗi chữ PS 10 thôi, nhưng làm gì có tên đâu. Thì lưới này đích danh là của Morgan. Đấy, nó không có logo của Hatoctic thì nó là Morgan. Còn con nào có logo của Hatoctic thì nó là Hatoctic, còn không thì nó là của Morgan. Đây, về nó còn cong véo này. Cái này phải nắn lại thôi, đúng không? Đây, lưới đầy đủ nhá các bác nhé, không có thiếu lưới đâu. Đấy. Còn nếu mà các bác mà muốn gọi là rẻ hết cỡ thì vẫn có. Ví dụ các bác mua Hatoctic nhưng mà không thích lưới dán mút này thì có mấy cái tấm này thì em sẽ vệ sinh bằng sạch đi. Đó, thì em sẽ vệ sinh bằng sạch đi thì em sẽ bàn giao cho các bác. Với cái mức chi phí là nó chỉ tầm 7,1 triệu hoặc 7 triệu. Đấy. Nó sử dụng cái lưới này. Đấy. Và những cái loa nào mà gọi là nó làm lại giá nó còn rẻ nữa. Làm lại đây đó là như nào? Đa số đây là tép không sao, có đúng một con này. Ông tháo tép ra xong bắt đầu là nhìn thấy cái màng loa tép nó cũng bị thủng lỗ như con Morgan kia, cũng phải đi làm lại. Đấy, có thế thôi. Đây còn đây đầy đủ nên có thiếu gì đâu. Các bác nhìn xem có thiếu gì không. Có vài con thì thùng nó bị tung thoát hơi kìa. Có vài chiếc thì bát bị sát côn. Đấy, bát bị sát côn. Sổ côn thì em cũng đặt côn xịn thay côn. Đấy. Các bác nhá, thì các bác nào quan tâm đến cái đô này thì em báo trực tiếp là như thế. Còn các bác vẫn kêu đắt, thôi các bác mua loa khác. Còn cái loa này nó chấp luôn tất cả các loại loa 30, kể cả 40. Nhưng còn nắc này nha, chưa chắc ăn được. Nắc chưa chắc ăn được. Đấy, ok. Thì video giới thiệu đến đây là kết thúc nhá. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip test lần sau.
Thank you.